Sư rằng, ý kinh thật rõ ràng, tự ngươi mê ám, làm cho trái ngược. Các người trong tam thừa chẳng lường được trí Phật, cái hại là do ở chỗ suy lường. Hễ chúng nó càng cùng suy cạn nghĩ, thì càng làm chuyển biến và xa lìa trí Phật. Đức Phật vốn vì kẻ phàm phu mà nói kinh, chớ chẳng phải vì Phật mà nói. Cái lý ấy nếu chẳng chịu tin, thì tùy ý rời chỗ đi ra, thối tịch. Sao chẳng biết mình đã ngồi trên xe châu trắng mà lại tìm ba xe ở ngoài cửa? Huống chi kinh văn đã nói rõ cho người biết, duy có một Phật thừa chớ không có thừa nào khác. Bằng kinh nói hai, nói ba, cho đến vô số phương tiện, muôn vàn nhân duyên, ví dụ ngôn từ, thì các pháp ấy chỉ đều chỉ một Phật thừa mà thôi. Sao ngươi chẳng xét rằng thừa là giả, vì nói là nói vì lúc xưa, vì thật mà dụng quyền. Còn một thừa là thật, là nói vì ngày nay, mở quyền mà chỉ thật. Ấy là chỉ dạy người bỏ giả về thật mà thôi. Sau khi về thật rồi thì cái thật cũng không còn có cái tên nữa. Phải biết rằng của quý báu sở hữu đều thuộc về của ngươi thọ dụng. Lại chẳng nên tưởng đó là của cha, cũng chẳng nên tưởng đó là của con, cũng chẳng nên tưởng đến chỗ thọ dụng ấy, thế mới gọi là chỉ kinh pháp hoa. Từ kiếp này qua kiếp nọ, tay chẳng mở cuốn kinh như từ sáng tới đêm, không có lúc nào mà chẳng niệm vậy. Rằng, Lục Tổ Đại Sư nói, ý của kinh nói rất rõ ràng, chỉ vì ông ngu si làm trái ngược nghĩa lý của kinh. Các người trong tam thừa, tức là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, họ không thể lãnh ngộ lời Phật thuyết, sai lầm đó là vì suy lường. Nếu không có tâm suy lường, họ liền hiểu rõ nghĩa lý của kinh, dựa vào sự đánh giá đo lường cộng đồng của họ, càng truy cầu khoảng cách càng xa vời. Bởi kinh điển Phật nói ra đều vì phàm phu mà nói, không phải vì Phật nói. Cho nên ông nên hiểu đạo lý này. Nếu ông không tin kinh Phật là vì phàm phu mà nói, không phải vì Phật nói, thì ông có thể tùy ý không nghe kinh, rời chỗ ngồi mà bỏ đi ra. Phẩm thí dụ kinh Pháp Hoa nói xe châu trắng là xe báu trang nghiêm. Xe châu trắng này chạy rất nhanh, chạy rất vững, rất thoải mái. Người đời không biết mình đang ngồi trên xe châu trắng, ngược lại hướng bên ngoài tìm kiếm xe dê, xe nai, xe châu. Đó là vì người đời không có trí huệ. Kinh văn đã rõ ràng nói với ông, chỉ có nhất Phật thừa là xe châu trắng lớn, không có các thừa khác. Hoặc nói nhị thừa, Thanh Văn Duyên Giác. Hoặc nói tam thừa, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Hoặc là vô số thừa, đây là pháp phương tiện. Đủ mọi thứ nhân duyên, ví dụ và ngôn từ mà thôi. Tất cả Phật Pháp đều vì nhất Phật thừa này mà nói. Tại sao ông không hiểu ba xe này là giả lập mà thôi? Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Duyên Giác của ba thừa này là vì xưa kia nói nhất thừa, Phật thừa, xe châu trắng lớn mới là thực pháp vì nay mà nói. Đạo lý của Kinh Pháp Hoa là dạy mọi người bỏ đi quyền giáo tam thừa mà quy về chân thực. Nhưng sau khi quy về chân thực, thực pháp này cũng không có một cái tên, thực pháp cũng không còn tồn tại. Vì thế, ông cần biết tất cả Phật Pháp đều thuộc về gia tài vốn có của ông, tự mình có sẵn, không do bên ngoài được, tùy ông sử dụng như thế nào cũng được. Ông không cần phải nghĩ rằng đây là tài sản của cha tôi dành cho tôi, cũng không cần nghĩ rằng tôi là con, cần phải kế thừa gia nghiệp của cha, căn bản không cần phải nghĩ gì hết, thọ dụng liền được. Đó chính là chỉ kinh Pháp Hoa. Nếu được như vậy, thì từ đại kiếp thứ nhất đến đại kiếp sau cùng, tay không rời quyển kinh, từ sáng đến tối không có lúc nào không tụng kinh Pháp Hoa. Pháp Đạt nhờ sư mở trí vui mừng nhảy nhót, bèn làm kệ khen rằng, kinh tụng 3000 bộ, tào khê không một câu, ý xuất thế chẳng rõ, nào dứt kiếp khủng điên, dê nai châu quyển lập, trước giữa sau khéo bày, ai biết trong nhà lửa, nguyên là Đại Pháp Vương. Sư nói, từ nay về sau ngươi có thể nói là thầy tăng niệm kinh vậy. Pháp Đạt từ khi lãnh hội được ý chỉ diệu huyền của Đại Sư, cũng giữ việc tụng kinh hoài chẳng bỏ. Rằng Pháp Đạt sau khi được Lục Tổ Đại Sư khai đạo, vô cùng hoan hỷ, vui mừng nhảy nhót, liền dùng kệ xưng tán. Còn tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã hơn 3000 bộ mà Tào Khê một câu cũng không nói.
Con chưa hiểu rõ tông chỉ xuất thế thì làm sao có thể trừ bỏ vọng tâm dã tánh bao đời bao kiếp. Xe dê, xe nai, xe trâu đều là quyền pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đều là một phương pháp chuyển dương Phật pháp. Sơ thiện tức là pháp tiểu thừa giảng ban đầu, trung thiện tức là trung thừa, hậu thiện tức là giảng tuyết đại thừa, tức dụ cho thanh văn duyên giác Bồ Tát tam thừa. Không ai ngờ rằng, không ai biết rằng trong nhà lửa tam giới này có thể tu thành Phật làm vị đại pháp vương. Lục Tổ đại sư biết pháp Đạt đã thấu rõ liền nói: "Ông từ nay về sau mới xứng đáng xưng là thầy tăng tụng kinh Pháp Hoa, vì lúc trước ông không biết tụng." Pháp Đạt từ đó lãnh ngộ tôn chỉ huyền diệu của Lục Tổ đại sư. Nay tuy ngài hiểu rõ kinh Pháp Hoa nhưng vẫn không ngừng tụng, mà không nói rằng tôi niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, tôi đã hiểu là được rồi. Ngài Pháp Đạt vẫn tụng kinh như cũ. Có vài người đối với chỗ này thường không hiểu rõ, nói niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Vậy thì ông ăn mà không ăn, không ăn mà ăn phải không? Cũng không thể lúc ăn trộm đồ nói trộm mà không trộm, không trộm mà trộm. Cũng không thể lúc sát sanh nói sát mà không sát, không sát mà sát. Cho nên nói hiểu rõ rồi thì không còn chấp trước, không nên nói suông đàm khẩu đầu thiền. Nếu đã đạt đến trình độ thì có thể niệm kinh mà không chấp trước niệm kinh, không nên giống như ngài Pháp Đạt lúc trước cho rằng niệm kinh Pháp Hoa 3.000 bộ công đức lớn hơn tất cả, cho nên không đảnh lễ người. Ngài Pháp Đạt lúc thấy tổ sư đầu không sát đất cũng có thể gọi là biểu hiện cung kính nhất rồi. Nếu đối với người bình thường, không nói đến việc đảnh lễ, ngay chào hỏi cũng không có, Pháp Đạt cũng cao ngã mạn như thế. Giống như người giàu nhìn người nghèo, nhìn cũng không nhìn, họ không nhìn xuống dưới, chỉ nhìn lên trên xem thường tất cả. Pháp Đạt nhìn thấy Lục Tổ, biết ngài là kế truyền y bát của Ngũ Tổ, cho nên không thể không cúi đầu, nhưng trong tâm nhất định nghĩ rằng tôi niệm nhiều bộ kinh Pháp Hoa như thế hết phải cao vượt hơn vị tổ sư này. Pháp Đạt chỉ miễn cưỡng cúi đầu, mà Lục Tổ vừa nhìn liền biết Pháp Đạt tâm cống cao ngã mạn. Tăng Trí Thông, người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng Già đến hơn 1.000 lần nhưng không hiểu được tam thân tứ trí. Người đến lễ đại sư cầu giải nghĩa này. Sư nói, ba thân là thanh tịnh, pháp thân đó là tánh của ngươi, viên mãn báo thân là trí của ngươi, thiên bách ức hóa thân là hạnh của ngươi vậy. Nếu người lìa bổn tánh mà nói riêng ba thân, tức gọi là có thân mà không có trí. Bằng ngộ được ba thân, không có tự tánh riêng, tức gọi là tứ trí bồ đề. Hãy nghe ta kể, tự tánh đủ ba thân, phát minh thành tứ trí, chẳng lìa duyên thấy nghe, siêu nhiên lên quả Phật. Nay tôi vì ông nói, tin chắc hằng không mê, chớ học người tìm cầu, chọn ngày nói bồ đề. Rằng, Tăng Trí Thông người An Phong Thọ Châu xem kinh Lăng Già hơn ngàn biến vẫn không lĩnh hội tam thân tứ trí, cho nên đến lễ thỉnh đại sư khẩn cầu giải thích chân nghĩa. Đại sư khai thị, tam thân chính là pháp thân, báo thân và hóa thân. Thanh tịnh pháp thân là bổn tánh của ông, viên mãn báo thân là trí huệ của ông, thiên bách ức hóa thân là bổn hạnh của ông. Nếu ly khai bổn tánh mà thuyết tam thân, đó là có thân mà không có trí huệ. Nếu ông ngộ được tam thân không có tự tánh thì có thể có tứ trí bồ đề. Nay nghe tôi nói kệ. Lúc ông hiểu rõ tam thân là bổn tánh vốn có, ông sẽ hiểu rõ tứ trí. Nó không rời nghe và thấy, nhưng siêu vượt đặng thấy nghe, mà trực chỉ đến pháp giới hít Phật. Ông cần phải nghe bằng lòng tin thì sẽ không mê hoặc, giống như người thế tục. Miệng luôn nói bồ đề, bồ đề, bồ đề, mà không thực hành bồ đề. Không nên chỉ học khẩu đầu thiền, mà cần phải chân chánh hiểu rõ tam thân mới đúng. Lục Tổ đại sư lại nói, ông đã hiểu rõ tam thân thì nên đồng thời hiểu rõ tứ trí. Nếu ông ly khai tam thân mà giải thích tứ trí, dù ông hiểu rõ danh tướng tứ trí cũng không đắc được chân thực thể dụng. Dù có trí huệ cũng giống như không có trí huệ, chỉ nhọc công vô ích. Trí Thông lại bạch rằng, cái nghĩa tứ trí có thể được nghe chăng? Sư nói đã hiểu ba thân thì rõ tứ trí, sao lại hỏi nữa? Nếu lìa ba thân mà nói riêng tứ trí, ấy gọi là có trí mà không thân, tức là có trí trở lại thành không trí. Sư lại nói kệ rằng, đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh, diệu quán sát trí kiến phi công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát quả lục thất nhân truyền.
Chỉ dùng danh ngôn không thật tánh, nếu ngay chỗ truyền chẳng lưu tình, ngay nơi ổn náo na giả định. Rằng Phật có tứ trí, tức đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí. Đại viên cảnh trí là gì? Là do thức thứ 8 chuyển. Cho nên nói chuyển thức thành trí. Lúc ông không biết dụng đó là thức, lúc ông phản bổn hoàn nguyên, tức chuyển thức thứ 8 mà thành đại viên cảnh trí. Cho nên bổn tánh của nó thanh tịnh, không có ô nhiễm. Vì thế nói đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh. Bình đẳng tánh trí là do thức thứ 7 chuyển. Lúc ông chưa hiểu rõ thì gọi là thức thứ 7, sau khi khai ngộ thì gọi là bình đẳng tánh trí. Thức thứ 7 cũng gọi là mạt na gia thức, cũng gọi là truyền tống thức. Nó do thức thứ 6 truyền cho thức thứ 8, cho nên gọi là truyền tống thức. Mà thức thứ 8 còn gọi là hàm tàng thức. Phạn ngữ a lại gia thức, những hột giống thiện ác đều chứa trong thức thứ 8. Cho nên dòng thiện nhân liền kết quả thiện, trồng nhân ác liền kết quả ác. Cho nên gọi là bát thức điền. Thức này giống như một mảnh ruộng, quý vị trồng cái gì thì nó liền xanh cái đó. Bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh, bình đẳng thức tâm chư Phật và chúng sanh thì bình đẳng vô bệnh, tức là không có chướng ngại tật đố tham sân si. Nếu quý vị không có chướng ngại tật đố tham sân si thì có thể chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí. Diệu quan sát trí kiến phi công. Diệu quan sát trí thì do ý thức thứ 6 chuyển. Thức thứ 6 này cái gì cũng đều phân biệt thiện ác thị phi nam nữ. Cho nên xem ra thì rất thông minh, thực tế đã biến thành ý thức. Nếu đã chuyển thức thành trí, diệu quan sát trí, nó nhìn thấy mọi cảnh giới mà không cần phân biệt vẫn có thể hiểu rõ. Diệu quan sát và tâm phân biệt không giống nhau, cho nên chứng quả A-la-hán cần phải tác ý quan sát. Tác ý chính là từ trong tịnh quan sát mà có thể biết được những sự việc trong tám vạn đại kiếp, chính là sử dụng diệu quan sát trí này mà có thể biết được. Nhưng nếu quý vị không tác ý quan sát, vẫn là dùng ý thức, tức là người thường đều có. Thành sở tác trí đồng viên cảnh. Thành sở tác trí là do năm thức đầu, tức mắt tai mũi lưỡi thân thành tựu, giống như một cái gương tròn. Ngũ bát lục thất quả nhân truyền. Ngũ chính là năm thức đầu, bát chính là thức thứ 8. Ngũ bát quả truyền tức là năm thức đầu và thức thứ 8 được truyền ở giai đoạn gặt quả thành đại viên cảnh trí và thành sở tác trí. Lục thất nhân truyền tức là thức thứ 6 và thức thứ 7 được truyền trước trong thời kỳ gieo nhân thành diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí. Trong việc chuyển bát thức thành tứ trí, thức thứ 6 và 7 chuyển trước ở giai đoạn gieo nhân, kế sau là chuyển năm thức đầu và thức thứ 8 ở thời kỳ gặt quả. Đảm dụng danh ngôn vô thực tánh, tuy nói trên nhân chuyển, trên quả chuyển, thực tế thì không có thực tánh nào, chỉ là một số danh từ mà thôi. Nhược ư chuyển xứ bất lưu tình, nếu ông đang ở chỗ tỉnh thức, chuyển không ngừng, mà ông không dùng tâm tình phàm phu lại suy tính đo lường. Phổn hưng vĩnh xứ na giả định, phổn có nghĩa là nhiều, hưng có nghĩa hưng khởi, tức là thường ở trong na giả định. Na giả định chính là định của rồng. Tại sao rồng có thể lớn có thể nhỏ? Chính là từ trong định biến hóa, cho nên rồng gọi là thần long, vì nó có thể biến hóa vô cùng. Giống như lời tựa đã nói, Lục Tổ Đại Sư dùng bát hàng phục rồng, rồng này chắc có vô minh và tính nóng giận. Nó nghĩ, thầy nói tôi không dám vào trong bát của thầy à, xem nè. Vì thế bèn nhảy vào trong bát, nhưng khi đã nhảy vào rồi thì không có cách nào nhảy ra. Rồng này sau khi nghe Lục Tổ Đại Sư thuyết pháp, liền được vãng sanh. Tuy rồng này thường ở trong định nhưng chưa phá vô minh, cho nên vẫn còn nổi nóng, muốn hiển thần thông. Nếu nó có định lực, dù có nghe Lục Tổ nói, người không thể hóa thành thân nhỏ thì cũng không bị dao động. Na giả định là thứ định bất khả tư nghị. Do đâu mà trở thành rồng? Do là lúc trước ở nhân địa học Phật pháp rất tinh tấn nhưng lại không giữ giới luật. Nghĩ rằng người thường cần giữ giới luật nhưng tôi có thể không giữ. Cho nên nói tu hành thì siêng năng nhưng giới luật thì buông thả, thừa cấp giới hoãn, vì thế nên biến thành rồng. Lưu ý nguyên chú, phần nói về chuyển thức thành trí, chuyển tiền ngũ thức là thành sở tác trí, chuyển thức thứ 6 làm diệu quan sát trí,
chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ tám thành đại viên cảnh trí, tùy thức thứ sáu thứ bảy ở trong nhân chuyển, năm thức trước và thức thứ tám ở trên quả chuyển, nhưng chỉ chuyển trên danh tướng mà không chuyển bản thể của nó. Theo bản khắc Đại Tạng Kinh cùng với bản khắc Đầy Minh đều là chữ nhỏ, chỉ có bản khắc gần đây khắc lầm là chữ lớn, lẫn lộn với nguyên văn của đàn kinh, như vậy không đúng, cho nên vẫn làm chữ nhỏ mà viết thêm hai chữ nguyên chủ, tức là lưu ý để phân biệt. Trí thông liền đốn ngộ được tánh trí nên trình kệ rằng: ba thân nguyên thể ta, tứ trí vốn tâm sáng, thân trí dung không ngại, ứng vật mặc tùy hình, khởi tu đều vọng động, giữ trụ trái chân tinh, diệu chỉ do tổ rõ, chọn quên tên nhiễm ô. Giảng trí thông sau khi nghe kệ liền hiểu rõ ý nghĩa tam thân tứ trí nên nói kệ tụng: tam thân vốn trong bản thể của con, không phải tìm bên ngoài. Tứ trí đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, là do chân tâm sau khi khai ngộ thì sanh ra bốn loại trí huệ này. Tam thân và tứ trí thì viên dung vô ngại, cho nên có thể quán cơ thuyết pháp, vì người thuyết pháp tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Nếu sanh tâm nói tôi phải tu tam thân tứ trí như thế nào, đó đều là vọng tưởng. Nếu bảo thủ thành kiến có chỗ chấp trước thì đó không phải là tinh hoa chân chánh. Loại chỉ thú huyền diệu vô cùng này đều học từ Lục Tổ đại sư mới hiểu được. Tự tánh thủy chung không bao giờ có nhiễm ô, không bị tình dục thế tục trói buộc. Trừ phi quý vị không có ô nhiễm mới có thể phản bổn hoàn nguyên. Cho nên nói trùng vòng nhiễm ô danh, tức bổn nguyên thanh tịnh, không có một chút ô nhiễm.